Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2020, theo công văn số 2836 của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên và Nhi đồng của Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp đoàn giám sát và báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo tại Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đại diện văn phòng hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam có hòa thượng thích gia quang phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam thượng tọa thích thanh huân ủy viên thư ký hội đồng trị sự phó tránh văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam thượng tọa thích thanh tuấn ủy viên thường trực hội đồng trị sự phó tránh văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam đại đức thích nguyên chính ủy viên hội đồng trị sự phó tránh văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam đại đức thích quảng tiếp ủy viên hội đồng trị sự trợ lý tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban cùng các thành viên trong Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng các tỉnh, ngoài ra còn có đại diện Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và các ban ngành liên quan đồng tham dự mở đầu phiên họp đại diện đoàn giám sát bà hoàng thị hoa đã phát biểu một số ý kiến quan trọng cũng như mục đích của việc thực hiện giám sát lần này bà hy vọng đại diện giáo hội có thể nêu rõ những điều thuận lợi và khó khăn trong thời gian qua sau đó đại diện các ban ngành trình những nội dung và thảo luận để có thể nắm bắt những thông tin trong lần báo cáo này đại diện văn phòng hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam thượng tọa thích đức thiện đã nêu lên một số nội dung chính trong bản báo cáo như chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo hiện hành tạo thuận lợi cho hoạt động của giáo hội phật giáo việt nam trong thời gian qua Đồng thời, thượng tọa cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc gặp phải như sự thiếu đồng bộ giữa các quy định của luật với các quy định của pháp luật liên quan, cách hiểu luật và áp dụng luật, thủ tục trong việc xây dựng chùa, việc công nhận và khôi phục chùa, vấn đề pháp nhân của tổ chức tôn giáo, việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, việc xác định chức việc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vấn đề về quản lý và sử dụng con dấu. Cuối cùng, thượng tọa đưa ra một số ý kiến trong bản báo cáo trình lên Quốc hội, chính phủ và các cơ quan liên quan. Dịp này, các thành viên trong Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại diện Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và các ban ngành liên quan đã đưa ra một số ý kiến thảo luận cũng như đóng góp bổ sung trong buổi báo cáo này.